Đức Anh nghe chưa con? Bật hết loa lên đi, bật hết mic đi. Đấy. Over 8 million people live in Hà Nội and it is the second most popular city in your country. Nào, đọc lại cho chị cái từ này nhá. Nó sẽ là most. 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 Và populated. Populated. Ok, tiếp tục nào. Câu số 3 đến Bảo. The weather is not as hot as in the south and the coldest time of there is from September of November to November. Ok, tiếp tục Kiên nào. This is one of the best time to visit. Ok, Phương nào. Hà Nội is one of the oldest cities in Vietnam and has a long and has a long and interesting history. Bảo ấy. Interesting history. Ok, đến Đức Anh nào. You can see many beautiful Charleston, Vietnamese, and French buildings around the capital. Ok, tiếp tục nào. Bảo nào. Hanoi also has the most universities in Vietnam, and you will find students from as around the country studying there. Okay. Studying there. Rồi tiếp tục. Ai nhỏ kia. Atherton Restaurant is expensive in Hanoi. You can eat great food for a good price. Nào, Kiên ơi. Cái từ đắt đỏ con đọc như thế nào? Expensive. Expensive. Đọc lại đi. Expensive. Sai mấy lần rồi vẫn cứ expensive. Nào, thằng từ mặc dù nhé, em đọc là although. Although. Ok. Rồi. Phương là câu cuối cùng con. You should nào. You should fit in. This is Hanoi when you come to Vietnam. Rồi, bây giờ nè. Bắt đầu dịch này. Đức Anh dịch câu đầu tiên cho tớ nào. Hà Nội là thành phố của Việt Nam. Capital là gì con? Capital là thủ đô nhé. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. Tiếp tục câu số 2 nào. Bảo nào. Phương từ nào không biết ghi ra vở con nhé. Ok, câu số 2 Bảo đâu. Đây cô. Mà cô không biết. Nào 8 million là gì con. Từ nào con không biết? Con không biết cái câu mà over 9 million. Nào, over là hơn. 8 là mấy? Nào. 8 million là gì? Con không biết. Triệu nhá. Trên 8 triệu người sống ở Hà Nội. Được chưa? Trên 8 triệu người sống ở Hà Nội. Và nó là gì? Cái thành phố populated là gì? Và nó populated. Rồi câu này chuyển sang Kiên đi. Second most populated city in the country là gì con?
Em với chị làm phải làm hơn 8 triệu người sống ở Hà Nội. Đây là thành phố đông dân nhất nước đúng không chị? Second cơ mà ngon. Second là thứ mấy? Second. Second là thứ hai. Tức là đông dân thứ hai của đất nước Việt Nam. Thì hình như là Sài Gòn là đông nhất thì phải. Được chưa? Tiếp tục là tớ nào. Câu số 3 này đến Phương à? The weather là gì Phương ơi? Weather là gì Phương? Thời tiết. Con dịch đi, weather là gì? Thời tiết. Thời tiết. Rồi. Thời tiết nào thì không hot là gì hả Phương? Không nóng, in the south là phía gì? South là phía nam nhé. Không nóng ở phía nam. Ờ, không nóng như ở phía nam. Tức là Hà Nội không nóng như ở trong nam. Được chưa? Tiếp tục nào, câu này tiếp theo đến Đức Anh nào. The coolest time of year. Các cậu phải trả lời to lên nhá. Học online phải tương tác lên chứ không... ngồi im được đâu. Thời điểm coolest là gì? Nghĩa nhất trong là năm là từ tháng 9 và tháng 11 đấy. Từ tháng 9 đến tháng 11. Được chưa? Chia ra là 9, 10, 11 nhé. Tiếp tục nào. Bảo nào. This is one of the best time to visit là gì con? Có một. Đây là một trong những thời điểm tốt nhất để thăm Hà Nội. Được chưa? Tiếp tục vào tớ nào. Để thăm... à, ai nhà Kiên à? Hà Nội. Em biết chị làm. Là một trong những... Hà Nội là gì? Hà Nội là một trong những thành phố... lâu đời nhất Việt Nam, có lịch sử lâu đời và thú vị đúng không chị? Ok, rồi. Long là dài, được cho lịch sử dài là lâu đời đúng rồi và thú vị. Tiếp tục ở tới ông nào Minh Phương nào. You can see many beautiful traditional Vietnamese. Cái thứ nào, từ nào Phương không biết con? You can see là gì con? Phương ơi. Dạ. Con biết không? You can see là gì? Đang biết. Ờ, you can see là bạn có thể nhìn thấy. Được, cho em ghi ra đi nhá. Tiếp nào, buildings là gì? Anh à? À, Đức Anh à? Building là gì Đức Anh? Em là thành phố. À đấy, bạn có thể nhìn thấy nhiều tòa nhà truyền thống đẹp của Việt Nam được xây xung pháp xung quanh thủ đô. Ok. Tiếp tục tớ nào. Bảo nào. Hà Nội rất. Hà Nội cũng có cái gì? University là gì?
Julipus. Trường đại học nhá. Có nhiều trường đại học nhất ở Việt Nam. Được chưa? À, vâng. Ai nhỉ? Tiếp tục nào, Kiên à? Và bạn sẽ sao? Và bạn sẽ tìm thấy nhiều sinh viên ở khắp nơi, ở khắp nơi đó đúng không chị? Ừ, học ở đó đúng không? Khắp nơi đất nước đang theo học ở tại đó. Ok, tiếp tục. Câu tiếp theo, Minh Phương nào, Although nào. Minh Phương ơi. Dạ. Although nè. Mặc dù. Restaurant là gì con? Từ nào không biết thì bảo không biết nhá. Restaurant là nhà hàng. Expensive là gì? Mặc dù một số nhà hàng đắt ở Hà Nội. Nào tiếp tục nước Anh gì cho chị nào. Ở Hà Nội bạn có thể tìm thấy những món ăn tuyệt vời và một mức giá tốt. Ok, tiếp tục câu cuối cùng cho tôi bảo nào. Con thưa cô là bạn có thể, cô không biết cái từ mà dance business. À, definitely là gì, ở chắc chắn. Nè, chắc chắn là nên thăm Hà Nội khi bạn đến đâu. Hà Nội, bạn có thể đến Việt Nam. Khi mà đến Việt Nam thì chắc chắn phải thăm Hà Nội. Ok, rồi. Rồi để học từ vựng nhé. Thì nằm đi. Nào. Phát âm nào. Mỗi bạn một từ đọc rất nhanh nhá. Ai không đọc cho qua luôn nhá. Đến lượt của mình phải đọc luôn. Nào tiếp tục vào tớ nào. Đây là ai rồi, nhà bảo rồi, Kiên. À, Kiên nào. Ai. Ok. Cái gì nhỉ? Ai nhỉ? Đến lượt ai đọc đi con Phương. A name. Ai. Rồi. My. Rồi. Am. Rồi. Number. 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 Thêm S đúng không? Rồi. Số 0 nào. One. O. À, O. O. Rồi. Bắt đầu đọc đi. One. Hai. One. Rồi. Two. Rồi. One. Two. Three. Four. Five. Phương đâu nhỉ? Phải đọc lên chứ con. Ờ, con đọc nãy rồi mà. Ok, ủa? Tiếp. Six. Six. Phải đọc đồng tay cả đây rồi. Seven, rồi. Nine. Eight. Ten. Ten. Rồi, đọc lại số 8 cho chị nào. Eight. Eight. Đừng có eight nha, eight. Tiếp tục vào tớ nào, tốt khỏe nào. Five. Rồi, cảm ơn nào. Thanks. Ok. Thanks. Thêm S này sẽ thêm bằng, sẽ bằng từ thank you nhá. Được chưa? Khi mà thêm S thì sẽ không cần từ you nữa. Me. Rồi, tiếp tục tới tớ. Me. Rồi. Me. Ông buổi sáng. Morning. Rồi morning này chào ông cho mấy đây các cậu? Thứ hai. Một nhá. Cái từ morning là tách riêng đây em nhá. Một afternoon chào mấy đây con? Một chị. Afternoon cơ mà. Noon. Ba. Hai. Ba. Một hai ba nhá. Afternoon. Tiếp tục là tớ nào, chào buổi tối nào. Good evening. Good evening. Evening chào mấy con?
một gì? Cô ơi, cô xịt cái dấu cái chỗ đánh của cô ra. Ừ. Ok. Tiếp một gì? Ngon nào. Good night. Good night. Tạm biệt. Những đứa trẻ. Những đứa trẻ. Children. Ee nào, children. 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 11. Number. Rồi, 11 cơ mà. 11. E, 11. 11 có mấy con? 2. Ok. 2 nên là chỉ có nhấn vào lé này, 11, được chưa? Tiếp theo tới 12. 12. 13. 13. 13. 13 cho mấy? 14. 14. 2. 2. Tiếp tục 15. 15. 16. 16. 16. 17. 17. 17 cho mấy? 13. 13. Tiếp tục 18. 18. 18 cho mấy? 2. Tiếp tục 19. 19. 19 cho mấy? 22. Tiếp tục 20. 20 cho mấy? 1 chị. Ok. Tiếp tục nào. 10 vào nào. Come in. Come in, ngồi xuống. Sit down. Sit down. Down, đứng lên. Stand up. Stand up. Mở sách. Open your book. Đóng sách. Close your book. Sống. Live. Trong một căn nhà. A house. In a house. Tiếp tục trên đường phố. A street. Okay, on a street. Ở thành phố. In a city. Đánh vần. To sleep. Spell. Nào, bằng cách nào? House. Học sinh. A student. Trường. A school. Giáo viên. A teacher. Bàn học. A desk. Rồi. Cửa. A door. Cửa sổ. A window. Tấm bảng. Giỏ rác. Where's the basket? Basket. Từ basket chọn mấy con? Một chị. Okay. Đi học nào. A school bag. Bút chì. A pencil. Bút mực. A pen. Tiếp tục là tỏ cây thước. A ruler. Cục tẩy. An eraser. Tiếp tục. Đây là cái gì? What is that? Tiếp tục là tỏ. Nào. Của cậu ấy. His. Của cô ấy. Her. Gia đình. Father. Mother. Okay, anh trai. Tiếp tục chị em gái. Sister. Tiếp tục cho tớ 21. 21. Tiếp tục. 30. 30. 40. 50. 50. 60. 60. 70. 70. Cô ơi, cho con xin phép chuyển vô máy tính được không cô? Rồi thì chuyển đi. 80. Vâng. Rồi. 80 nào, tiếp được con. 80. 90. 90. Ok.
Nào 100 nào. 100 cho ông mấy? Cái biểu này cho ông mấy? Cái tai cắm nối để nói tiếng Anh luôn nhỉ. À đây này. Rồi. 100 cho ông mấy được anh ơi. Dạ. 100. Dạ. Đầu nó nhiệt. Không nói được. Đèn nào. Cô ơi, cô có nghe con chia con nói không cô? Có em. Rồi. Tiếp. Đèn. Nha. Nha. Bookshelf. Nghe được. À, đèn. Làm. Yeah. Giá sách. Làm. Bookshelf. 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 Phương ơi, có đọc không đó Phương? Có. Nào, ghế tựa nào. A chair. 1,000. 1,000. Tiếp tục với tớ. Cái gì nhỉ? Ghế salon, a couch. Đọc lại chị đỡ couch. Rồi, ghế bành. A armchair. Cái bàn. A table. Ghế đẩu. A stool. Người. A people. Tủ sách. Okay. Máy nghe nhạc. Okay. A stereo. Bao nhiêu? How many? Engineer chọn mấy con? Thứ hai. Engineer cơ mà. Ba gì? Ba. Tiếp tục là tờ bác sĩ nào. A doctor. Y tá nào. A nurse. Rồi, to lớn nào. Big. Nhỏ nào. Small. Thành phố nào. In the city. Ở miền quê nào. In the country. Và nào. And. Tầng sàn nhà nào. Floor. Rồi, lớp trình độ nào. Gray. Lớp học nào. Class. Thức dậy nào. Get up. Mặc quần áo nào. Get dressed. Đánh răng nào. Brush your teeth. Rửa mặt nào. Wash your face. Ăn sáng nào. Have breakfast. Đi học nào. Go to school. Thời gian. Time. 10 giờ. 10:00. 10:30. Half past ten. Ta chờ chị nào. Trễ muộn nào. Too late for. Nào, AA, late. Late for. Late for. Tiếp tục về nhà nào. To go home. Ok. Tiếp tục nào, mấy giờ rồi? What time is it? Rồi. Ok. Tiếp tục nào, làm bài tập về nhà nào. Do you have work? Rồi, mỗi ngày nào. Every day. Chơi trò chơi nào. To play games. Play games. Nghe nhạc. To listen to music. Làm việc nhà. Do the homework. Là housework. Đọc nào. Read. Xem TV nào. Watch TV. Tiếp tục vào tớ nhá. Nào, chơi bóng chuyền nào. Volleyball. Volleyball là chọn mấy con? Hai. Volleyball cơ mà. Một chị. Volleyball, bóng đá nào? Football. Chọn mấy? Một chị. Rồi, thể thao. Sports. Tiếp tục với tớ nào. Tắm vòi hoa sen. Take a shower. Okay, ăn nào. Eat. Bắt đầu nào. Start. Kết thúc nào.
Finish. Tiếp tục là tớ nào ăn trưa. Have lunch. Đi ngủ. Go to bed. Thời khóa biểu. A table. Tiếng Anh. English. Toán. Math. Văn. Literature. Tiếp tục là tớ lịch sử. History. Rồi, thì thực ra cái chữ O nó không cần đọc đâu. Em đọc là history nhá, thì nó đọc nhanh history. Được chưa? History. Tiếp tục là tớ là địa lý nào. Geography. Nào, cái này 4 năm. Nào, geography. Geography. Rồi, nó 4 âm nhá, phải đọc đầy đủ, không được đọc ở thiếu âm đâu. Nào, geography. Geography. Rồi các ngày trong tuần nào? Days of week. Thứ hai nào? Monday. Thứ ba? Tuesday. Thứ tư? Wednesday. Thứ năm? Thursday. Thứ sáu? Friday. Thứ bảy? Saturday. Chủ nhật? Sunday. Tiếp tục con tớ nào, cái hồ nào? A lake. Con sông? A river. Cây cối? Tree. Bông hoa? Flower. Cánh đồng? Rice paddy. Công viên? A park. Thị trấn xã? A town. Làng xã? Village, miền quê đất nước. Country, cửa hàng. A story. Store, không có story đâu nha, store. Tiếp tục vào tớ nào, nhà hàng. A restaurant. Tiếp tục đền miếu nào. Temple. Bệnh viện nào. A hospital, nhà máy nào? A factory. Bảo tàng nào? A museum. Museum chẳng mấy con? Hai. Nào? À, sân vận động nào? A stadium. Phía trước nào? In front. Phía sau nào? Behind. Hiệu thuốc tây nào? Drugstore. Cửa hàng đồ chơi nào? Toy store. Dạp chiếu phim nào? Movie theater. Đồn công an nào? Police station. Tiếp tục là đó là tiệm bánh mì nào? Bakery. Ở giữa nào? Between, đối diện nào? Orbital. Opposite. Tiếp tục là vườn nào? A garden. Rau. Vegetable. Tiếp tục bức ảnh nào? A bank. Phòng khám nào? A clinic. Bưu điện nào? A post office. Siêu thị nào? A supermarket. Cửa hàng nào? Shop. Ồn ào nào? Noisy. Yên lặng nào? Quiet. Căn hộ nào? An apartment. Chợ nào? A market. Sở thú nào? Zoo. Cánh đồng lúa nào? Paddy field hoặc rice paddy đều được. Bằng xe đạp nào? Bike. Đi bộ nào con? Work. Nào, bằng xe gắn máy bike, nào? Motorbike. Tiếp tục con tới bằng xe buýt nào? Bus. Tiếp tục bằng ô tô nào? Bike car. Bằng tàu hỏa nào? By train. Bằng máy bay nào? By plane. Tiếp tục nào, chơi trò chơi video. To play video game.
video games, xe đạp nào, to ride a bike, to river, drive. Nào, đọc lại đi bảo anh, drive. To drive. Drive. Tiếp tục là tớ nào chờ đợi to ai drive. Đó không? To wait for someone. Tiếp tục là tớ nào, công an, cảnh sát nào? A policeman. Policeman. Khó khăn nào? Difficult. Nào, difficult. Nào, difficult. Difficult. Ok, tiếp tục biển báo nào. A sign. Đường một chiều nào. One way. Đỗ xe nào. To park. Rẽ trái nào. Turn right. Turn left. Là rẽ trái, còn rẽ phải là gì? Turn right. Ok. Tiếp, đi thẳng nào. Go straight. Ok. Mạng lát quá. Damn girl. Dangerous. Được chưa? Ok. Tiếp tục tai nạn nào. An accident. Accident. Tiếp tục giao lộ nào. An intersection. Nào. To slow down. Ok, em đi nhanh nào. To go fast. Ok, rồi. Các bạn sẽ quay đọc lại cái những cái từ vựng này nhá. Được chưa? Inbox để chị gửi nhá. Vâng. Ok, bye bye. Tập đến unit